Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong chuyên mục Đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Xóm truyện ma. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại Quắc Tử, cây viết quen thuộc ở trên kênh Xóm. Câu chuyện của ngày hôm nay có tựa đề Điện thoại của người quá cố. Quý khán thính giả nếu như yêu thích những câu chuyện của Quắc Tử, hãy ủng hộ cho Quắc Tử bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân của Quắc Tử nha. Đường liên kết của bạn ấy thì có để trong phần mô tả video. Rồi, ngay bây giờ không để cho mọi người chờ lâu, chúng ta cùng nhau bắt đầu câu chuyện ngay sau đây. Câu chuyện này xảy ra cách đây cũng phải hơn mười mấy năm. Khi ấy, điện thoại di động mới bắt đầu trở nên phổ biến hơn so với dăm bảy năm trước đó. Cái thời mà cả trăm người may ra mới có một kẻ cầm trên tay chiếc Nokia màn hình trắng bé xíu với vài phím bấm muốn tróc cả lớp sơn phủ. Bây giờ thì tràn ngập các loại mẫu mã điện thoại mọc lên các thương hiệu mới, nhất là xuất xứ từ Trung Quốc với giá cả rất phải chăng. Nói là vậy thôi, chứ hồi đó để sở hữu một con dế tàu cũng phải đánh đổi bằng cả một tháng lương đi làm công nhân của mấy thằng nhóc mới lớn như chúng tôi rồi. Nói chung, nó vẫn là một thứ xa xỉ ấy mà. Nhiều khi đi làm nhìn đến giờ nghỉ trưa, cầm con dế qua một góc, nhấn gửi tin nhắn cho bạn gái, hay coi một vài bộ phim, cứ phải gọi là tuyệt vời. Nhưng nó vẫn chỉ là mong ước. Bởi hồi đó, với một thằng vừa mới bỏ học như tôi, thì lương cao lắm, chỉ đủ chi trả các khoản cần thiết, móc đâu ra tiền mà mua điện thoại. Tất nhiên vẫn có một cách để có trong tay các thiết bị liên lạc với một mức giá dễ chịu, đó là mua lại ở các gian hàng đồ cũ. Tuy rằng nó rẻ thật đấy, nhưng xác suất vớ phải các mẫu bị tác động sửa chữa là rất cao. Bởi thế, mấy chiếc điện thoại đó thường không hỏng này cũng liệt nọ. Ví dụ như thằng Tâm bạn của tôi, sau khi bỏ hẳn 2 tuần lương, mua một chiếc cảm ứng về xài mấy hôm, mở nắp ra, thấy người ta còn câu sẵn một sợi dây điện to tổ bố vào mạch. Mang ra tiệm hỏi, thì chỉ nhận lại một câu xanh rờn từ gã chủ. Tao không câu vậy, thì sao nó lên nguồn? Mày mua chỉ bằng 1/3 giá gốc, thì chỉ được vậy thôi, còn đòi hỏi cái gì nữa chứ? Nghe xong mấy lời đó, hai thằng chúng tôi chỉ biết gật gù rồi ra về. Thật là khâm phục các pháp sư của chúng ta quá đi mà. Ngoài mấy tiệm điện thoại di động ra, còn một lựa chọn khác là đến các cửa tiệm cầm đồ. Sau đó vẫn phải dựa vào may mắn của bản thân, không thì cũng dễ dàng mua phải hàng ý ẻ mà thôi. Sau cả buổi chiều tìm kiếm khắp các tiệm cầm đồ để săn cho mình một con cảm ứng về coi phim hành động mà vẫn chưa mang lại kết quả gì, tôi định quay xe ra về, thì ngay lúc đó đập vào mắt tôi là một tấm biển quảng cáo của một cửa tiệm cầm đồ trông cũng chẳng ấn tượng lắm, lại còn treo ở một chỗ ít ai nhìn thấy trước con ngõ nhỏ. Kể ra thì nếu ai để ý kỹ, có khi lại chả biết được nó có tồn tại giữa một đống dây điện chằng chịt như mạng nhện. Thôi không sao, ít người qua lại có khi là cơ hội tốt cho tôi có được thứ mình cần. Nghĩ là làm, tôi một đường đi vào trong con hẻm đó. Trời về chiều, không gian xung quanh bắt đầu trở nên u ám hơn, và hình như tôi còn nhận thấy một chút gì đó lạnh lẽo phủ lên gáy mình. Nghe qua có vẻ hơi tà môn một chút, nhưng đó chỉ là biểu hiện của một cơn mưa sắp bất chợt đổ xuống mà thôi. Lại nói về cái tiệm cầm đồ kia, nó vốn chỉ là một căn nhà cấp 4 sập xệ nằm ở tít sâu bên trong con hẻm. Chắc có lẽ chủ nhân của nó nhân dịp người ta cá độ nhiều, gom vốn liếng tham gia cái nghề cầm đồ này nhằm kiếm chác một chút từ mấy con bạc. Nói chung là gì thì tôi chả thèm quan tâm bằng việc gã chủ độ hơn 50 tuổi đặt lên trên bàn cái điện thoại di động cảm ứng theo đúng ý mình. Coi bộ cậu cũng khá may mắn đấy, tiệm này chỉ có đúng một con cảm ứng này thôi.
lão chủ quán cầm cái điện thoại đưa ra trước mặt tôi. Và sau đó là một vài câu quảng cáo về sự xịn sò của thứ mình đang cầm trên tay. Thật tình lúc đó nghe qua, tôi đã thấy hào hứng, liền mở bóp chốt luôn trong một nốt nhạc. Sau khi cầm bấm bấm thử vài phút mà không thèm suy nghĩ gì thêm. Tiện thể tôi nhờ gã chủ tiệm cầm đồ cài cái hình nền hoa lá thay cho tấm ảnh chủ nhân cũ của nó. Tới xóm trọ cũng là lúc thằng Tâm, bạn cùng phòng với tôi, vừa mới đi ăn cơm tối ở tiệm bà Tám về. Thấy tôi dắt con xe đạp vào trong cái nhà xe ở cuối dãy trọ thì nó liền hỏi: Ê, mày có đưa mua được cái gì không? Có. Tôi đáp, tiện thể móc trong túi cái điện thoại di động đưa ra trước mặt nó. Thằng Tâm chụp lấy, chọt chọt vài cái xem chừng thích thú lắm. Chà, cơ bộ xin gấp mấy lần con cảm ứng của tao. Thằng Tâm đưa lại cái điện thoại cho tôi. Tất nhiên là nó kèm theo lời nhắc về việc rửa bằng một chậu nước ngọt tại căng tin công ty. Công nhận hồi đó cầm được một con cảm ứng tàu trên tay chọt chọt, nó nâng đẳng cấp của mình lên một tầng cao mới. Nói đi nói lại là dễ tán gái hơn đó mà. Sau hơn một tuần sở hữu thiết bị công nghệ chọt tâm đỉnh cao, tôi đã có thể la liếm được vài số điện thoại của mấy nhỏ làm cùng. Trong đó có số liên lạc của một cô gái ở xưởng bên. Lúc đó tôi nhớ có khi một ngày mình có thể nhắn tới cả 100 cái tin nhắn. Có khi nửa đêm vẫn còn chọt chọt mấy con chữ, nội dung trên trời dưới biển để tám với người mình thích. Hôm đó cũng vậy, sau khi đi làm K2 về, tôi lại tiếp tục công cuộc tán gái, chỉ là sau vài câu chuyện phím. Nhìn qua cái đồng hồ, đã thấy hơn 12 giờ đêm. Lúc này thằng Tâm vươn vai ngáp dài, ánh mắt đỏ lừ, quay sang tôi. Ôi, mẹ 12 giờ rồi không ngủ đi, bộ muốn nhắn tin với cả ma mấy triệu nữa hả? Tôi cáu gắt chửi nó. Tôi thầm nghĩ, rồi cũng mau chóng bỏ cái điện thoại qua một bên, sẵn sàng đi vào giấc ngủ. Chỉ là cái mồm thằng bạn cùng phòng của tôi nó thối thật. Đúng là vừa mới nói mà nhắn tin, thì đêm hôm đó cái điện thoại của tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ. Tôi nhớ rằng lúc đó mình đang chìm trong giấc mơ hò hẹn lãng mạn với cô gái mình thích, thì bên tai tiếng chuông báo tin nhắn vang lên liên tục, kéo tôi rời khỏi mộng đẹp. Ôi trời, ai lại đi nhắn tin cho mình giờ này trời. Tôi khẽ lầu bầu, trong lòng có chút khó chịu, bởi trong mơ tôi và cậu ấy chuẩn bị, nói chung là đang vui thì đứt dây đàn ấy mà. Tôi ngáp một cái dài, xong với tay cầm cái thứ đồ tàu đang liên tục vang lên âm thanh thông báo nhận tin nhắn. Liếc mắt nhòe nhìn vào cái màn hình điện thoại, tôi thấy một loạt tin nhắn kéo dài dằng dặc với chung một nội dung: trả điện thoại cho tao. Thật tình lúc đó, tôi chỉ muốn soạn tin nhắn, chửi cho cái kẻ rảnh hơi đó. Không hiểu hắn ta làm kiểu gì mà có thể tìm được số của mình. Với lại rõ ràng, hắn đã mang cái điện thoại này đi cầm cố rồi không thèm chuột. Việc tôi bỏ tiền ra mua lại thì có gì là sai chứ. Vậy mà nửa đêm gà gáy lại còn bày đặt, làm ba cái trò vớ vẩn. Muốn chuột lại thứ mình cần, ít nhất cũng phải để đến khi trời sáng. Rõ là vô duyên. Nghĩ một hồi tôi tắt luôn nguồn, ném cái điện thoại qua một góc, ngã lưng xuống giường, tiếp tục dỗ giấc ngủ, mong sao có thể tiếp tục bước vào mộng đẹp với cô ấy. Nhưng đó chỉ là dự tính ngắn ngủi của tôi thôi. Bởi khi tôi vừa chợp mắt được một chút thì âm thanh tin nhắn lại liên tục vang lên bên tai. Một lần nữa bị đánh thức khỏi giấc ngủ, tôi nóng thật sự, chỉ muốn phát tiết. Nhưng rồi cũng phải nuốt cơn tức xuống, hướng ánh mắt qua nhìn cái điện thoại đang nằm ở một góc. Trong lòng có phần khó hiểu. Chả phải lúc nãy mình đã tắt nguồn rồi, sao nó vẫn có thể nhận được tin nhắn chứ?
mà kệ nó đi. Bằng cách nào đó, nó có thể tự mở nguồn. Lần này nhất định tôi phải alo, chửi cho cái kẻ rửng mở kia một trận cho bỏ tức. Nghĩ là làm, tôi vớ luôn cái điện thoại, gọi cho số đang nhắn tin đến, rồi áp lên tai. Trong đầu còn soạn sẵn một bài văn tế. Nhưng tín hiệu lọt vào tai chỉ là mấy câu nói từ chị tổng đài. Thuê bao quý khách vừa gọi không đúng. Ủa chị ơi, thuê bao không đúng sao người ta có thể gửi tin nhắn cho em được chứ? Ủa alo chị tổng đài ơi. Tôi lẩm nhẩm, thật là hết cách mà không gọi được. Tắt máy thì cũng không xong. Thôi thì đành chơi trò cuối cùng, đó là tháo bà cái sim ra, thế cho nó lành. Nhưng lành đâu thì chẳng thấy. Chỉ thấy khi tôi tháo sim ra mà cái điện thoại trên tay vẫn liên tục nhận thông báo tin nhắn đến. Thật là phiền phức không chịu nổi. Lúc mua máy đã kiểm tra cả hai khe sim, thấy chúng hoàn toàn trống không. Vậy mà bây giờ không hiểu sao, bằng một cách kỳ diệu nào đó, người kia vẫn có thể nhắn tin đến được. Hay là ma gọi điện? Đúng là nửa đêm tĩnh mịch, mấy câu liên quan đến thế giới vô hình chợt thoáng qua trong đầu tôi, khác gì sét đánh ngang tai. Đang đi trong nghĩa địa mà gặp người bận áo dài trắng, tự thân còn cảm thấy không khí rần rợn thêm vài phần. Da gà cũng theo đó mọc lên chi chít như nấm sau mưa. Tôi lầm thầm cầu khấn, trong đầu nhảy số. Thôi thì mai đi làm về, tôi vác cái cục chết bầm này ra tiệm cầm đồ, trả lại cho mấy người là xong chứ gì. Giờ để cho tôi ngủ đi, mai còn đi làm nữa chứ. Cái điện thoại, hay nói đúng hơn là chủ nhân của nó, hình như nghe được lời cầu xin của tôi, nên cũng chả còn nhắn tin đến nữa. Màn hình lúc này trở về một màu đen tối. Thấy vậy tôi có cảm giác an tâm phần nào, bèn bỏ cái điện thoại xuống, kê gối tiếp tục ngủ. Tuy vậy vừa đặt xuống thì cái âm thanh đó lại vang lên, làm tôi thực sự phát tiết. Sự nóng giận dồn lên tới đầu, rồi tụ lại trên bàn tay, truyền đến cái điện thoại. Bằng một cú ném đầy uy lực của tôi, nó bay vút đi như một cục gạch đáp thẳng vào tường, nghe đánh bộp một cái trước khi rơi xuống đất. Tiếng động do tôi tạo ra trong giây phút đó cũng không phải là nhỏ. Vậy mà thằng bạn thính tai của tôi vẫn nằm ngủ ngon ở trên cái giường tầng trên. Nhìn thứ mình mất công cày cuốc cả tháng trời mới có được nằm lăn lóc trên nền nhà, dự là bể màn hình hay cũng chập cháy gì đó, trong lòng tôi cũng có chút tiếc nuối. Nhưng không, nó không hề hỏng hóc một chút nào. Thật là cứng như huyền thoại Nokia đen trắng. Đã thế nó còn phát ra tiếng nhạc chuông như đang cố tình trêu tức tôi nữa chứ. Bài hát thiếu nhi Te Tò Te, Đây Là Ban Kẹn Hơi, tôi dùng để cài làm nhạc chuông. Nó vang lên theo một tiết tấu chậm chạp, cứ như thể có ai đó cố tình chỉnh tốc độ phát của nó xuống mức thấp nhất, khiến cho từng câu hát vang lên khào khào, rè rè, như một con vật nào đó cố gắng gầm gừ khi bị thọt huyết. Lại cộng thêm cái không khí rờn rợn bao phủ quanh phòng trọ nhỏ, khiến cho tôi không khỏi rùng mình ớn ốc. Thú thật là lúc đó tôi sợ đến nỗi chỉ muốn đắp chăn mặc kệ cho nó kêu. Nhưng như thế cũng không phải là cách giải quyết vấn đề. Cuối cùng vẫn là sử dụng tới một chút sự can đảm còn sót lại, nín thở bước đến chỗ cái điện thoại, rồi cầm nó lên nhấn nút nghe máy. Vừa lúc này, đầu dây bên kia, giọng của một người đàn ông vọng tới, kèm theo tiếng gió rít qua cái loa thoại, nghe cứ khào khào, khùng khục một cách khó tả. Tao sẽ tìm đến mày. Tôi trả được chưa? Tôi nói như thét vào cái điện thoại, trong đầu chửi cha cái gã ở đầu dây bên kia. Cùng lắm tôi trả cho ông là xong chứ mắc gì kiếm tôi. Đây đâu có nhu cầu đàm đạo hay đấu giao kiếm gì đâu mà tìm.
tao cần thứ khác. Âm thanh của gã đó lại tiếp tục vang lên. Tôi lắp bắp hỏi, cái gì? Thật đúng là một thằng trên răng dưới có cái quần đùi như tôi thì có cái gì giá trị cho hắn ta sử dụng. Chẳng cần để cho tôi suy nghĩ lâu, đầu dây bên kia liền đáp lời. Tao cần mày thế chỗ cho tao. Sau câu nói đó là một loạt âm thanh tít tít, có vẻ như hắn ta đã rời khỏi vùng phủ sóng. Trong giây phút ấy, quả tim tôi như thắt lại. Hai từ thế chỗ liên tục lặp lại trong tâm trí. Theo như những gì tôi biết thì đó có nghĩa là mình phải chết để cho kẻ kia siêu sinh, hay là một thứ gì đó. Nhưng tại sao tôi lại phải thế chỗ cho kẻ lạ mặt kia? Tôi và hắn đâu có ân oán gì. Càng nghĩ tôi lại càng thấy rối bời, không biết phải làm sao ngoài đứng chết lặng một chỗ. Từ khi kẻ bí ẩn kia gác máy đến bây giờ mới là trải qua hơn chục giây. Vậy mà tôi cứ ngỡ mình đã đi qua một thập kỷ. Lúc này, cái điện thoại di động trên tay tôi trở nên lạnh lẽo một cách khó tả. Nó giống như vừa mới được lấy ra từ bên trong ngăn tủ đông lạnh, và nó còn truyền đến từng đầu ngón tay tôi một cảm giác nhớp nháp, kèm theo thứ mùi tanh tưởi đến lợm giọng xộc thẳng vào mũi, khiến cho tôi muốn nôn thốc. Toàn ném cái thứ chết tiệt đó đi thì lại một lần nữa tôi bị nó làm cho kinh sợ. Bởi dưới ánh đèn ngủ chiếu rọi xuống, đủ để cho mắt tôi nhìn thấy một thứ chất lỏng đỏ tươi như máu đang không ngừng chảy ra từ cái điện thoại, len lỏi qua kẽ ngón tay rồi xuống mặt đất tạo thành vũng. Tình thế quái quỷ này, tôi chỉ còn biết ném cái điện thoại vào tường rồi thét lên. Chỉ là tôi không thể làm điều đó vì âm thanh phát ra từ cuống họng đã bị một thế lực vô hình nào đó làm cho im bặt. Tôi muốn chạy lại chỗ của thằng Tâm để cầu cứu mà không thể, vì toàn thân giờ đây đã cứng đờ như bức tượng gỗ. Thật tình lúc đó tôi chỉ mong bằng một sự kỳ diệu nào đó thằng bạn thân chí cốt tỉnh dậy cứu nguy. Vậy mà nó vẫn nằm kéo gỗ đều đều, thế có khổ không cười chứ. Trong lúc tôi còn chưa hết bàng hoàng bởi tình huống vừa xảy ra thì cánh cửa phòng trọ của tôi lại vang lên từng tiếng gõ cộc cộc, kèm theo tiếng thở khò khè. Nó tới rồi. Tôi run rẩy thốt lên trong suy nghĩ, hai chân cố nhấc lên chạy nhưng không thể. Dường như kẻ ngoài kia bắt tôi phải đứng yên nhìn về phía cánh cửa để chào đón sự xuất hiện của hắn. Tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên rồi im bặt. Một giây, hai giây, rồi 30 giây trôi qua vẫn không có chuyện gì xảy ra. Vậy là thoát rồi. Tôi nghĩ bụng, định thở phào một hơi thì lại phải đứng tìm thêm một lần nữa. Bởi ngay giây phút tôi đã ngỡ rằng mình đã an toàn, cánh cửa sổ nhỏ trước mặt tôi bị một sức mạnh vô hình nào đó giật bung ra. Và trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi, toàn bộ dây thần kinh như kéo căng hết cỡ, khi đập vào mắt là một nhân ảnh đứng nhìn chằm chằm vào tôi với cặp mắt phát ra thứ ánh sáng màu đỏ rực. Ngoài ra tôi không thể nhận biết thêm được bất cứ đặc điểm nào trên người của kẻ đó, bởi hắn ta dường như có thể nuốt trọn tất cả mọi ánh sáng chiếu vào. Giây phút tôi ngỡ mình đã 8 phần đi chầu Diêm Vương thì chẳng hiểu sao thứ quái quỷ ấy lại đột nhiên biến mất, và tôi cũng được giải thoát khỏi thế lực vô hình đang khống chế cơ thể. Tâm ơi! Tôi á khẩu mất cả chục giây nữa mới có thể cất tiếng gọi thằng bạn cùng phòng. Đáp lại lời kêu gọi của tôi lúc đó chỉ là tiếng ngáy khò khò của nó. Phải đến khi tôi gọi đến lần thứ 3 thì nó mới vươn vai ngáp dài, đoạn hướng con mắt kèm nhèm
nhìn về phía tôi hỏi. Đêm hôm khuya khoắt, mày gọi cái gì vậy? Con mà, nó vừa gọi điện thoại cho tao. Tôi đáp bằng cái giọng vẫn không thể giữ được bình tĩnh. Nếu đúng là chủ nhân cũ của cái điện thoại này muốn tìm đến đây, thì e rằng tính mạng của tôi có thể bị đe dọa. Lại còn chưa kể đến sự quái dị tôi vừa mới trải qua cách đó ít phút nữa chứ. Thằng Tâm nheo đôi mắt lờ đờ dưới ánh đèn ngủ màu vàng, nhìn về phía tôi, giọng nói có vẻ bực bội. Ai gọi thì kệ đi, mà rảnh hơi à? Không, tao thấy. Tôi đáp. Lời vừa dứt, đã thấy thằng bạn ngồi phắt dậy, sau đó liền phóng thẳng xuống dưới đất, tiến sát lại chỗ tôi đang đứng. Đâu, đưa tôi coi. Chắc cái thằng nào giở trò trêu đùa chứ gì. Nó nói xong, liền chụp lấy cái điện thoại di động trên tay mà tôi mới vừa nhặt lại. Nó đưa lên trước mặt, ánh mắt nhèo nhèo nhìn cái màn hình tối đen. Trước mắt tôi bây giờ chỉ là một cái di động bình thường, không hề có một chút máu me nào dính lên đó cả. Mày tính làm gì vậy? Tôi hỏi. Thằng Tâm mở nguồn cái di động quay qua đáp. Thì gọi chửi chết mẹ nó chứ còn gì nữa. Tôi biết thằng này tính nóng như kem. Khả năng nó và gã ở đầu dây bên kia xảy ra chửi nhau là rất cao. Nhưng cái kẻ vừa mới gọi điện cho tôi hình như không dễ đối phó như vậy. Thôi bỏ đi mày ơi. Tôi nói xong liền với lấy cái điện thoại của mình, nhưng thằng Tâm đã nhanh tay rụt lại. Mẹ nó chứ, mày hiền quá để chúng nó bắt nạt. Xem nó dám hò thêm lời nào. Mai tao gặp, tao xiên cho mấy phát. Nói rồi, thằng bạn tôi đã ánh mắt nhìn về phía con dao tự chế dắt ở thành giường của nó. Ánh mắt đó cũng đủ làm cho tôi lạnh sống lưng thêm vài phần. Còn nó thì vẫn chọt chọt cái điện thoại một hồi, sau quay qua phía tôi, vẻ mặt có phần hơi bực tức. Mày đùa tao hả? Làm gì có cuộc gọi đến nào đâu. Nó nói xong đưa cái màn hình điện thoại về phía tôi. Đúng thật, lịch sử cuộc gọi đến trống không. Rõ ràng hắn gọi cho tao mà, tao còn nghe thấy. Tôi đáp, mà ánh mắt không thể tin vào thứ mình đang nhìn thấy. Mày xem, người đó còn nhắn tin cho tao cả trăm tin nhắn nữa mà. Tôi nói. Thằng Tâm lại tiếp tục chọt chọt cái điện thoại thêm vài cái, rồi lườm tôi. Phải nói ánh mắt của nó lúc đó như muốn xé tôi ra thành từng mảnh. Mày xem, toàn là tin nhắn của mày với con nhỏ Lan ở xưởng A, chứ làm gì có ai gửi đến đâu. Nó nói, tay vẫn làm động tác cũ. Trước mắt của tôi, cái màn hình điện thoại hiển thị một dãy tin nhắn của tôi với cô gái xưởng bên. Tất cả chỉ có thế, không còn một tin nhắn hay cuộc gọi nào của kẻ vừa mới đe dọa tinh thần tôi lúc nãy. Thằng Tâm trả cái điện thoại lại cho tôi. Nó nói trong bực tức. Lần sau mày bớt coi mấy cái phim méo đi. Đêm hôm mớ ngủ vớ vẩn, làm mất giấc ngủ của tao. Tôi liền bớt vác. Mày giải thích giùm tao xem tại sao cánh cửa kia lại tự bật mở. Tôi có phần bực tức, chỉ tay về cánh cửa sổ đang mở toang trước mắt. Thằng bạn tôi chỉ nhếch mép. Chắc là gió. Nói rồi, nó một đường đi thẳng tới, đóng chặt cửa sổ, rồi quay về giường. Còn tôi vẫn đứng đó, trong đầu vẫn không thể hiểu được cái sự quái quỷ mình vừa mới trải qua, nó là thật hay là một giấc chiêm bao, mộng du nào đó. Tôi không thể lý giải được rõ ràng là có tin nhắn, có cuộc gọi đến mà. Thậm chí dấu vết khi ném cái điện thoại vào tường còn nguyên ở đó. Và trong khoang mũi tôi vẫn còn đậm rõ mùi tanh tưởi của máu tươi. Nhưng sau khi thằng bạn tôi cầm vào cái điện thoại của tôi thì nó lại không còn nữa. Ngay cả lịch sử cuộc gọi hay tin nhắn. Tôi suy nghĩ một hồi, càng cảm thấy rối. Cuối cùng vẫn tự nói với mình là nằm mơ, rồi lên giường cố gắng ngủ tiếp. Nói là ngủ, chứ thực ra đêm hôm ấy tôi thức trắng. Vì hễ nhắm mắt lại, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên khe khẽ bên tai,
kèm theo âm thanh từng giọt máu rơi xuống sàn, nghe tí tách suốt một đêm dài. Sáng hôm sau, tôi trải qua một ca làm việc với tâm trạng vừa lo lắng, xen lẫn uể oải. Đứng trước cái máy cắt giấy bìa, mà cứ tưởng tượng từ phía sau có một bàn tay nào đó bất chợt đẩy mạnh một cái. Và với tốc độ quay của cổ máy, cơ thể của tôi hoàn toàn có thể bị nó chia làm đôi. Mà cũng có lẽ là do tôi tưởng tượng hơi quá. Công ty đông người như thế này, làm sao hắn có thể thực hiện được việc đó? Tôi rùng mình, tự nhắc bản thân mình từ nay đừng xem mấy bộ phim kinh dị ở ngoài quán net nữa. Tiếp tục tập trung vào công việc. Cũng may công ty hôm đó ít hàng, nên tôi có thể miễn cưỡng làm việc đến lúc đi ăn. Thằng Tâm thấy tôi ăn một thìa cơm mà gật gù đến 3-4 lần, bèn vỗ vai tôi một cái rồi nói: "Này, mày ăn cái gì mà gật gù như là gà mổ thóc thế?" Tôi ậm ừ mấy câu cho qua chuyện. Thằng bạn tôi tranh thủ lùa thêm mấy miếng cơm trước khi đánh ánh mắt qua phía tôi mà hỏi tiếp: "Đừng nói hôm qua mày sợ cái điện thoại đến độ nghỉ ngủ luôn đấy." Tôi khẽ gật đầu, sau đó là một cái nhếch mép của thằng đồng nghiệp. Lúc đó thằng chết bầm này bị như tôi, chắc gì giờ này nó còn ra vẻ. Thật chưa thấy ma chưa biết sợ linh hồn mà. "Mày có mang theo cái điện thoại không?" "Không, tao quên ở phòng trọ rồi." Tôi đáp. Thật ra bản thân cố tình ném ở phòng trọ, chứ đang làm việc mà cái thứ quái quỷ kia lại làm mấy cái trò quái dị, e rằng rắc rối to. Thôi thì nghĩ ít nghĩ nhiều, vẫn là nên mang thứ đồ tàu đó trả về cho chủ cũ vẫn hơn. Lúc này thằng Tâm hướng ánh mắt nhìn thẳng về phía tôi, âm thanh phát ra từ cửa miệng cũng có vẻ hạ xuống đôi phần. "Này, đêm qua tới giờ tao nói vui cho mày khỏi sợ, chứ lúc cầm cái điện thoại tao có cảm giác lạ lắm." "Lạ hả?" Cái thìa cơm trên tay tôi đã rơi xuống đĩa từ lúc nào. "Tao không biết, nói chung là lạnh lẽo làm sao á. Chẳng lẽ mày lại mua phải đồ của mấy con cá chết đuối?" Thằng bạn tôi nói. Nhìn vào ánh mắt của nó, tôi thấy có một chút gì đó căng thẳng, làm cho tôi bất giác nhớ lại câu nói của kẻ đó. "Chắc chiều nay tao trả lại cái điện thoại thôi. Mất một tháng lương mà cũng chẳng sao đâu. Chỉ là..." Tôi nói đến đây thì dừng lại. Không gian xung quanh cũng theo đó tĩnh lặng vài phần. Thằng Tâm cũng dùng đũa nhìn tôi, lo lắng hỏi: "Nhưng có chuyện gì hả?" "Đêm qua tao nghe hắn ta nói muốn bắt tao thế chỗ." Lời vừa nói ra đủ làm cho cả hai đứa tôi lạnh người. Sắc mặt thằng bạn tôi cũng biến đổi đôi phần. "Mày nói sao? Thế chỗ hả? Vậy chẳng phải là muốn bắt hồn mày sao?" "Tao không biết nữa. Đêm qua tao chỉ nghe hắn ta nói không cần tao trả điện thoại nữa, mà nhất định là phải bắt tao." Tôi đáp. Thằng Tâm xua tay nói: "Thôi thôi, để đó, chiều nay tao với mày đi qua chỗ tiệm cầm đồ. Mày ra có chút thông tin về chủ nhân của cái điện thoại đó, may mắn thì có thể xin người ta tha cho. Còn không thì..." "Không được thì tao phải vong mạng sao?" Tôi nói giọng càng trở nên lo lắng, nghĩ bụng. Tôi còn chưa kịp rủ Crush đi ăn chè, uống trà sữa, thì làm sao có thể toi mạng một cách lãng xẹt như vậy chứ. "Vong cái gì? Không được thì tìm cách khác. Cũng lắm thì đi tìm mấy tay thầy pháp xin bùa về giáng." Thằng Tâm xua tay nói. Tôi thở hắt ra một hơi, cơm cũng chẳng muốn ăn nữa. "Nhưng đâu ra mấy lão đó mà tìm?" Tôi nói ở cái thế kỷ 21 này, 10 người làm việc tâm linh bói toán thì có đến 8-9 người tào lao, không chừng mời về lại chả khác gì mang mồi đến cho kẻ đó xơi. "Tao nói vậy thôi chứ cũng có biết tìm ở đâu đâu. Với lại tạm thời chưa cần thiết phải mời thầy pháp." Tôi ậm ừ cho qua chuyện, rồi uể oải đứng dậy,
tìm đại một góc nào đó ngã lưng. Vừa đặt người xuống đã chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng chẳng hay. Nhờ có vậy mà khoảng thời gian làm việc còn lại của tôi cũng đỡ mệt mỏi hơn một chút. Chỉ là sự việc quái dị đêm qua vẫn lẩn quẩn quanh trong đầu tôi. Vì thế thời gian chờ tan ca trông có vẻ dài lê thê hơn mọi ngày. Rời khỏi công ty, tôi cùng với thằng bạn một đường mang thẳng cái điện thoại chết tiệt đó tới chỗ lão chủ tiệm cầm đồ, mặc kệ người ngậm bám đầy bụi giấy. Dù gì tôi cũng muốn kết thúc việc này càng sớm càng tốt. Chỉ là sau khi đạp công đích qua mấy con đường đến cuối con hẻm nhỏ đó, thứ chúng tôi nhìn thấy chỉ là một căn nhà bỏ hoang. Nhìn qua ngó lại có thể đoán chừng hơn chục năm không có hơi người. Thằng Tâm nhìn qua mấy căn nhà rồi lại quay về phía tôi. Nó hỏi: Ê, rồi cái tiệm cầm đồ mày nói đâu? Rõ ràng tao mua ở căn nhà này mà. Tôi đáp, ngón tay chỉ về phía căn nhà hoang. Ánh mắt kinh ngạc không thể tin vào thứ đang hiện hữu trước mặt mình. Để cho chắc ăn, tôi tiến lại gần cánh cửa sắt hoen nghỉ, ghé mắt nhìn vào bên trong qua cái lỗ nhỏ. Thằng bạn tôi cũng làm theo. Thứ hai thằng nhìn thấy là một vài con gián, chuột đang chạy trên một đống đất đá lộn xộn dưới nền. Một vài chỗ đám cỏ dại đã phá nát nền bê tông để vươn lên phát triển thành một mảng tươi tốt. Lại có một hai cây xanh bám mình vào những vết nứt trên bức tường chứa đầy rêu mốc, vươn những cái rễ tua tủa trông rất quái dị. Không thể nào, rõ ràng. Tôi nói, khuôn mặt không thể giấu được sự hoang mang. Thằng Tâm tỏ vẻ nghi ngờ trí nhớ của tôi. Mắt nó hết nhìn trái rồi đánh sang phải. Đây rõ ràng là một căn nhà bỏ hoang, nó sắp sập luôn rồi, làm sao có thể mở tiệm cầm đồ. Không gian trở nên lặng im sau câu nói của thằng bạn tôi. Thật ra tôi chẳng biết giải thích như thế nào với nó, nên đành nhìn cái điện thoại di động cầm trên tay. Đó là thứ duy nhất chứng minh cho sự quái dị tìm đến tôi đêm hôm qua. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng cách tốt nhất vẫn là tìm đại một nhà nào đó trong con hẻm bọn tôi đang đứng để hỏi về lai lịch của căn nhà hoang này. Nhưng những nhà mà chúng tôi hỏi đều lắc đầu xua tay, nói là không biết. Dường như tôi còn cảm thấy trong ánh mắt của họ có ý lẩn tránh một điều gì đó. Có khi nào tao với mày về thôi, chứ người dân ở đây chắc cũng không biết đâu. Thằng Tâm nó nói với tôi, xong gạt cái chân chống xe, chuẩn bị rời khỏi con hẻm. Bỗng bên tai chúng tôi nghe thấy tiếng nói khàn đục của một bà cụ. Hai thằng chúng mày, chớ dại mà vào bên trong căn nhà đó. Tôi với thằng Tâm chẳng ai bảo ai, đều cùng nhau hướng ánh mắt về phía tiếng nói vừa mới phát ra. Thấy trong nhà chúng tôi vừa ghé vào hỏi, có một bà cụ ngồi sau khung cửa sổ, đưa bàn tay già nua bám vào cái chắn sông, hướng cặp mắt mờ đục nhìn về phía chúng tôi. Thực tình nghe được mấy lời đó, tôi cũng không biết nên vui hay sao nữa. Cuối cùng thì cũng có người biết một chút vấn đề về căn nhà đó. Nhưng lời cảnh báo của bà cụ đâu còn ý nghĩa gì đối với tôi nữa. Dù gì tôi cũng đã bước vào bên trong, lại còn giao dịch với gã chủ tiệm cầm đồ nữa chứ. Tôi nghe bà cụ nói, liền ba bước thu lại thành một, mau chóng tiến đến chỗ cánh cửa sổ, mặc kệ mấy phép lịch sự với chủ nhà mà hỏi. Bà ơi, bà nói sao? Tại sao căn nhà đó lại không thể vào? Đáp lại câu hỏi chỉ là động tác xua tay lắc đầu liên tục. Trong giây phút đó, tôi còn có thể cảm nhận rõ sự sợ hãi hiện trên đôi mắt mờ đục của bà cụ. Có quỷ, trong đó có quỷ đây. Bà cụ run rẩy nói. Ông chủ nhà thấy vậy, vội tiến đến gạt tôi ra. Này, mẹ tôi tâm trí có phần không ổn định, hai cậu chớ để ý làm gì. Chủ nhà nói với hai thằng tôi xong thì đỡ mẹ mình nằm xuống giường, nói mấy câu nhằm trấn an bà cụ. Trong đó không có ma quỷ gì đâu, mẹ yên tâm. Nhưng thứ tôi nghe thấy
là một giọng nói thiếu bình tĩnh, cứ như thể chính ông chú đó đang tự trấn an bản thân mình. Điều đó lại càng làm cho hai thằng tôi tin lời bà cụ là đúng. Thằng Tâm vỗ vai đá mắt về với hai cái xe đạp mà hất hàm. Thôi về, chứ ở đây cũng chả thể nào làm gì được. Tôi gật đầu rồi cũng mau chóng rút khỏi con hẻm đó. Trên suốt con đường về, lòng dạ tôi nóng hơn lửa đốt. Nhiều khi chỉ muốn ném bà cái điện thoại vào một góc đường nào đó, nhưng lại sợ kẻ quỷ quái đó tìm đến thì biết lấy cái gì mà trả. Thôi thì đành phải giữ lại cái vật bị nguyền rủa ở yên trong túi, mong sao có thể hữu duyên gặp được cao nhân, dù cho đó chỉ là mong ước của tôi. Đúng là gặp ma mới biết sợ đi đêm mà. Tôi thầm nghĩ, đó giờ chuyện ma ám, đối với tôi, đó chỉ là những cái trò lừa dối trẻ con. Nào đâu có ngờ, chính mình lại vướng phải. Thằng Tâm đạp xe bên cạnh tôi, mặt đăm chiêu suy nghĩ rất lâu. Mãi một lúc sau, thằng bạn tôi mới bất giác thốt ra một câu chửi bậy vì bực tức. Tôi thở dài một hơi xem như nhẹ nhõm được đôi phần. Tao với mày đi xin bùa. Xin bùa hả? Tôi quay qua hỏi. Nó ừ lên một câu. Từ đã đến giờ tao suy nghĩ nát óc rồi. Khi chưa tìm ra được cách giải quyết dứt điểm thì dựa vào bùa chú bảo vệ vẫn là tốt nhất. Nhưng mà bùa ngải đó giờ tao đâu có dùng đến đâu mà biết xin xỏ của ai. Cứ xem chỗ nào người ta đến xin bùa hay là coi bói nhiều thì chắc là thầy ở đó cũng tài phép không phải dạng vừa. Thế mà tao không nghĩ ra. Tôi reo lên. Nhưng cái hy vọng đó cũng chẳng tồn tại được bao lâu. Bởi tôi nào có đi coi bói bao giờ đâu mà biết ai nhiều khách hay là ít. Này, mày biết ai có thể coi được chứ? Tôi quay qua phía thằng bạn hỏi. Nó suy nghĩ một hồi rồi đáp lại lời tôi. Thì hồi tháng trước, lúc tao qua xưởng bên phụ hoàng, có nghe mấy cô bên đó bàn về bà thầy bói tên là Yến gì đó, coi bộ cũng tài phép lắm. Nghe xong, tôi chỉ muốn vả vào vai nó một cái. Thật là đã biết có thầy giỏi rồi mà còn không chịu nói sớm, làm cho tôi lo lắng nãy giờ. Tôi tỏ thái độ trách móc nó. Thằng Tâm chẳng để ý đến thái độ của tôi, vẫn cắm đầu đạp xe về phía trước. Thì tao cũng vừa mới nhớ ra thôi, mà hình như là bà Yến đó, bà ở khu phố cách đây gần chục cây số. Tao với mày tranh thủ qua đó xin bùa cho xong rồi về. Vậy là hai thằng chúng tôi công đích đạp thêm hơn chục cây số nữa để đến khu phố X. Xong phải hỏi thêm một lúc lâu nữa mới có thể đến trước nhà bà thầy bói tên Yến kia. Đứng từ bên ngoài nhìn vào, tôi đã thấy sự uy tín của người chủ căn nhà đó. Nói gì chứ, ngay ở sân đã có cả chục người đứng ngồi chờ đợi tới lượt mình được vào coi, đủ để biết bà thầy bói tên Yến cao tay đến mức nào rồi. Thằng Tâm tiến đến chỗ một ông chú, hỏi xem ở đấy có phải là nhà cô Yến không, thì lại được ông chú đó bắn cho một loạt những câu quảng cáo về tài phép của bà thầy đó. Trong lúc ông chú còn đang ba hoa về những sự thần kỳ vi diệu mà cô Yến đã làm, thì trong nhà có giọng một người đàn ông nghe the thé vọng ra. Hai cái thằng nhỏi con kìa, còn không mau vào đây, còn thập thò thò ngoài đó làm gì hả? Cô Yến gọi hai thằng mày đấy. Tôi cúi đầu dạ một tiếng, trong đầu có chút thắc mắc. Là cô sao lại có thể nói giọng đàn ông? Mấy vị khách đang đứng ngồi chờ đợi thấy cô gọi hai thằng chúng tôi thì tự né qua một bên. Một vài người còn nhìn tôi với thằng Tâm bằng ánh mắt khó chịu. Vào đến trong nhà, tôi thấy một người đàn ông ngồi trước một cái bàn nhỏ. Bên cạnh bàn thờ đặt đầy những bát nhang lớn nhỏ khác nhau. Người đó hướng bộ mặt trang điểm son phấn loè loẹt về phía hai thằng chúng tôi một lượt, xong lại chỉ vào tấm thảm trải ở dưới đất, ý chỉ tôi ngồi vào đó. Vừa ngồi xuống, người đàn ông được gọi là cô Yến liền nói một câu làm cả hai thằng lạnh sống lưng. Bọn mày vừa đến đây là tao đã cảm thấy có hồn ma đi theo. Nói rồi cô Yến liếc mắt về phía cánh cổng
Đấy, nó còn đang đứng ngoài sân kia kìa. May mà có âm binh của cô á, chứ không á thì... Tôi hoảng sợ thốt lên, mặt mũi biến sắc tái nhợt. Cô Yến thấy vậy trấn an. Không cần phải lo, có cô đây rồi, vong vía không thành vấn đề. Vậy cô giúp tụi con với. Yên tâm, để cô làm cái lễ cắt duyên âm cho là xong ngay ấy mà. Nghe cụm từ cắt duyên âm, tôi thật nhiều vịt nghe sấm, chẳng hiểu đó là cái gì. Ông thầy bói tên Yến dường như hiểu được suy nghĩ của tôi, liền giải thích một hồi về vụ duyên âm. Cuối cùng chốt lại mấy câu đại loại là: bất cứ một cuộc gặp gỡ nào, dù vô tình hay hữu ý, cũng đều là duyên nghiệp. Còn là nghiệp hay duyên thì là tùy. Để rời khỏi cái sợi dây âm dương oán khí ấy thì cứ phải làm một cái lễ gọi là cắt duyên âm. Vậy cô giúp tụi con với. Cô Yến giơ ba ngón tay ra trước mặt hai thằng. 3 triệu. Lời nói làm cho hai thằng gần như á khẩu. Từng đó tiền bằng cả một tháng lương của tôi rồi. Bảo ngay lập tức chuẩn bị từng đó, e rằng hơi khó. Đúng là rối tung đầu óc, mà khi không lại mắc phải cái thứ quái quỷ này cơ chứ. Bên kia cô Yến thấy hai thằng chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau, liền phất tay nói: hai đứa chưa có tiền thì để cô vẽ tạm cho mấy lá bùa giữ lấy cái mạng đi, rồi mau chóng mà lo đủ lễ lạc, chứ không là nguy đấy. Nói rồi cô chấm bút vẽ vời mấy đường loằng ngoằng lên tờ giấy màu vàng, rồi đưa cho hai thằng chúng tôi. Thực tình lúc đó tôi cảm kích vô cùng, cho đến khi người thầy bói đó nhẹ nhàng nói: 250 một tờ, hai đứa được cô 500. Cái gì mà tận 500 ngàn cho hai tờ giấy bé xíu. Thật đúng là làm tiền quá dễ mà. Hỏi sao cô thầy này lại có cả xe mẹt để ở sân. Nhưng nghĩ nếu có thể giúp mình tạm thời không bị kẻ bí ẩn kia gây hại thì số tiền đó cũng là đáng. Cô Yến thấy hai thằng tôi nhìn nhau, liền nhắc: làm lính có công, làm đồng có phép. Cô đây lấy tiền là để lo nhang khói, chứ cô ăn mấy đâu. Lúc này hai thằng tôi chỉ còn biết dạ, rồi vét túi trước quần sau cho đủ 500 ngàn để đưa cho bà thầy bói, rồi cẩn thận cất lá bùa vào ví trước khi rời khỏi đó. Tính ra có lá bùa này trên tay, tôi tự nhiên cảm thấy tự tin hơn hẳn. Phen này tạm thời có thể kê cao gối để ngủ rồi. Chỉ là đêm hôm đó, sự việc xảy ra lại không như tôi mong muốn, mà nó còn quỷ dị hơn đêm hôm trước. Những gì tôi nhớ được là trong giấc mộng, tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo liên tục, âm thanh như hối thúc tôi phải rời khỏi giấc mơ. Trong lòng tôi lúc đó tự nhắc mình nhất định không được nghe máy. Vậy mà cơ thể tôi nhất định không chịu nghe lời, mà tiến lại chỗ cái điện thoại đặt trên cái bàn nhỏ, từ từ ốp tai như một con robot bị điều khiển. Giọng nói của kẻ chết tiệt đó lại vang lên khùng khục qua cái điện thoại ma ám, khiến cho tôi tự nhiên cảm thấy lạnh toát toàn thân. Cái điện thoại cũng vụt khỏi tay, nằm lăn lóc trên sàn nhà. Tôi tự hỏi mình: chẳng phải lúc chiều mình đã bỏ tận 500k để mua hai lá bùa hiền sao? Bùa, đúng rồi. Tôi nghĩ xong, lập tức rút tờ giấy màu vàng chóe, khua ra trước mặt, thiếu điều chửi cha cái kẻ muốn đoạt mạng của mình. Chỉ là bùa chưa kịp phát huy tác dụng thì nó đã bùng lên như một ngọn lửa màu xanh, khiến tôi giật mình, vội vàng ném qua một bên. Lá bùa mau chóng hóa thành một đống tro tàn trước khi chạm xuống nền. Khi đốm lửa màu xanh vừa mới tắt ngấm, không gian xung quanh bỗng trở nên vặn vẹo. Bốn bức tường trong căn phòng trọ cũng vặn vẹo, rồi mọc ra những đám rêu mốc. Ngay cả nền dưới chân cũng có sự biến đổi. Chẳng mấy chốc tôi nhận ra
mình đang đứng ở bên trong căn nhà bỏ hoang lúc chiều. Tôi hoang mang đến tột độ, nhìn khắp xung quanh. Cả không gian vắng lặng u ám, chỉ có một mình tôi và từng tiếng gió rít qua khe cửa. Bên trong góc của căn nhà có tiếng thở phì phò kèm theo giọng cười khùng khục của kẻ bí ẩn kia. Tôi quay phắt người về phía đó, không thể nhìn được gì ngoài một màn đêm tăm tối. Nó quá dày đặc, khiến cho tôi chỉ có thể nghe được từng bước chân của kẻ đó mỗi lúc một tiếng gần hơn đến chỗ mình. Mẹ nó, bẩm sao kế chạy là thượng sách. Nghĩ rồi ngay lập tức tôi lao đến chỗ cánh cửa, nhưng nó đã bị khóa chặt. Trong giây phút đó, tôi chỉ còn biết đạp vào cánh cửa rầm rầm và kêu gào trong nỗi tuyệt vọng. Mở cửa ra, có ai không? Cứu tôi với! Nhưng đáp lại tôi vẫn chỉ là những tiếng cười khùng khục của kẻ đó. Hình như trong tình thế nguy hiểm, người ta thường hay muốn nhìn về phía xuất hiện điểm của sự nguy hiểm đó. Và tôi cũng vậy. Sau vài cú đạp cửa không thành công, tôi bất giác quay lại nhìn về phía kẻ đó, thì thấy hắn đã dần dần bước ra khỏi bóng tối. Ấy là nhân ảnh của một người đàn ông. Tôi chẳng rõ mặt mũi như thế nào, chỉ thấy nó liên tục vặn vẹo nhìn tôi với hai đốm sáng đỏ lè. Kẻ đó nhếch mép cười lên một tiếng, rồi từ từ bước lại gần chỗ tôi. Toàn thân hắn toàn là máu me, máu thấm đẫm cái áo sơ mi hắn đang mặc. Máu chảy thành dòng như thác đổ xuống mặt đất, làm cho dưới chân hắn loang lổ một màu đỏ thẫm, nghe vô cùng nhớp nháp theo từng tiếng bước chân của hắn. Trong giây phút đó, không biết bằng một sức mạnh thần kỳ nào mà tôi lại có thể đạp bung luôn cánh cửa rồi phóng thẳng ra ngoài. Nhưng trước mắt tôi lại không phải là con hẻm nhỏ, mà là một khoảng không gian tăm tối vô định. Phía sau tôi, tiếng bước chân kẻ đó vẫn dần tiến đến chỗ tôi một cách vội vã. Chỉ chưa đến vài giây mà nó đã gần như sát bên tai rồi. Giờ thì mặc kệ nơi mình đứng là chỗ nào, cứ phải cắm đầu chạy cái đã. Vậy là tôi cứ thế cắm đầu chạy trên con đường lạ hoắc vắng vẻ, đến độ trông không khác gì tuyệt lộ ở cõi âm tào địa phủ. Cũng may có ánh trăng soi xuống cho tôi chạy về phía trước, còn phía sau thì vẫn là tiếng bước chân đuổi theo một cách dồn dập và một màn đêm đen kịch bao phủ xuống nhân ảnh của kẻ kia. Tôi cứ cắn răng cắn lợi mà chạy về phía trước, mặc cho hai chân mệt mỏi rã rời. Lúc này chỉ cần có một căn nhà xuất hiện, tôi sẽ lao thẳng đến đó cầu cứu, mặc cho họ có nói mình là thằng thần kinh hay trộm cắp gì cũng được. Chạy hoài chạy mãi, cuối cùng cũng xuất hiện một căn nhà nhỏ ở phía xa. Từ chỗ tôi nhìn tới có thể thấy bên trong đó có một người đang ngồi bên cạnh cửa sổ, hình như là đang áo. Nói chung làm gì tôi cũng mặc kệ, miễn có người giúp mình là được rồi. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, tôi dồn hết tốc lực chạy về phía căn nhà đó. Cô bà, cứu với, cô bà! Chạy gần tới chỗ hàng rào ngăn cách với khoảng sân, tôi cố gắng quạt mồm ra kêu, thiếu điều muốn rách cuốn họng. Nhưng người ngồi bên trong căn nhà không thèm để ý đến lời kêu cứu của tôi, mà vẫn ngồi đan áo một cách chăm chú. Còn tiếng chân dồn dập ở phía sau lưng mỗi lúc một rút ngắn khoảng cách giữa tôi và kẻ đó. Dưới ánh trăng bàn bạc, tôi nhìn thấy nhân ảnh đầy máu me của hắn lao vút đến chỗ tôi với một vận tốc nhanh không thể tả. Dường như tôi cảm nhận được chỉ một hoặc hai giây, hắn đã có thể dí cái khuôn mặt đầy máu me vào sát mắt tôi. Trong giây phút đó, tôi không kịp suy nghĩ gì mà phóng mình lên cái hàng rào bằng sắt. Thứ đó cũng không cao lắm, nên chỉ cần một cái phóng, tôi đã thành công đu lên trên rồi. Nhưng đúng cái lúc tôi chuẩn bị leo vào được bên trong căn nhà đó
để thoát khỏi kẻ truy đuổi mình, thì bỗng nhiên có một bàn tay vô tình chộp lấy chân tôi, kéo thẳng về phía sau, khiến cho tôi ngã thẳng xuống đất đầu điếng. Ảo cảnh xung quanh tôi cũng từ từ biến mất, và tất nhiên căn nhà nhỏ tôi định leo vào cũng chẳng còn ở đó nữa. Tôi chưa kịp hoàn hồn lại, liền nghe hai cú vả bôm bốp, sau đó cảm giác đau rát truyền đến hai má. Mẹ mày muốn chết hả? Là tiếng của chú Vinh, người sống chung dãy trọ với hai thằng tôi. Thằng Tâm lúc này cũng vừa mới chạy tới. Mẹ nó, chú Vinh mà chậm một nhịp nữa thôi là mày đi làm mồi cho Hà Bá rồi. Thằng bạn tôi chống tay lên đầu gối, vừa thở vừa nói. Tôi nghe xong lại càng thấy hoang mang. Chẳng phải tôi vừa chỉ mới leo lên cái hàng rào để vào bên trong sân nhà kia sao? Làm mồi cho Hà Bá. Ông chú Tinh Vinh nghe thấy mấy lời thắc mắc đó liền chỉ tay xuống. Tôi cũng nhìn theo, rồi sau đó từ trán đến mặt đều vã ra cả đống mồ hôi lạnh. Trước mắt làm gì có cái hàng rào nào đâu, mà chỉ là cái lan can cầu và khoảng không gian tối đen mờ mịt ở phía dưới lòng sông. Nếu lúc nãy không có chú Vinh nhanh tay kéo tôi về, thì e rằng giờ này dòng nước lạnh lẽo đã cuốn tôi đi đến nơi nào cũng chẳng ai biết được. Sao lại là cầu? Sao tao lại có thể ra tới đây? Tôi bối rối đến độ bắn ra một loạt câu hỏi, cũng không muốn nhận lại câu trả lời. Điều tôi muốn là sớm thoát khỏi thứ chết tiệt đó. Hôm nay tôi thoát được hắn, nhưng ngày mai, ngày kia thì sao? Liệu tôi có thể may mắn sống sót được mãi sao? Tao đang ngủ tự nhiên mày đạp tung cánh cửa, rồi mày lao vút ra ngoài, lại còn kêu cứu như là thằng điên. Tao đuổi theo mà chẳng có kịp. Cũng may lúc đó chú Vinh đang ngồi hút thuốc, nhanh chân ứng cứu. Chứ không thì... Mày hốc cái chó gì mà khỏe thế con? Một đường chạy thẳng tới chỗ này, coi bộ cũng cách chỗ trọ gần mấy cây số à. Ông chú hỏi. Tôi hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Nói chứ mãi sau tôi mới có thể nói ra mấy lời. Là cháu bị kẻ đó đuổi theo. Thực tình cái chuyện cháu vừa trải qua nó quỷ dị lắm, không biết chú có tin không? Ông chú khẽ gật đầu. Thôi được rồi, có gì thì đi về giấy trọ đã, chứ ở đây có vẻ không tiện lắm à. Vậy là ba người chúng tôi lững thững đi về phía nhà trọ. Thật sự thì lúc này tay chân tôi cũng mỏi rã rồi. Nói chung là chỉ muốn lăn đại ra vệ đường nằm nghỉ, mặc kệ mọi sự. Về đến dãy trọ, tôi đem chuyện quỷ dị kể lại cho ông chú đó và thằng bạn nghe. Để chứng minh cho sự việc ấy, tôi còn chỉ về nơi lúc nãy mình vừa mới ném lá bùa xuống. Chợt tôi nhíu mày, bởi tờ giấy màu vàng đó vẫn còn nguyên. Tốn 500 ngàn mà vẫn chẳng được cái nước nôi gì. Thằng Tâm nói. Ông chú chung dãy trọ nghe thấy cũng nhíu mày hỏi. Mày nói cái gì à? Tờ giấy chút xíu vậy mà hẳn 500 ngàn. Mà lấy nó ở đâu vậy? Là lúc chiều bọn con được cô Yến vẽ đó. Tôi đáp. Chú Vinh đưa tay lên vỗ cái bóp vào trán của mình, giọng điệu chán nản. Ôi trời ơi, cái thằng nữa ông dở bà, ở vườn X phải không? Mẹ, cái thằng đó là lừa đảo cho thầy bà cái gì? Tôi nghe thế, chỉ có thể cạn lời nhìn ông chú, rồi quay lại qua phía thằng bạn mình. Người ta buồn ngủ, còn có thể vớ được chiếu manh. Đằng này tôi đã xui rồi, lại còn gặp lừa đảo. Thật là đen hết sức mà. Cháu thấy người ta ở đó đông lắm mà. Không những thế, vừa mới tới ông ta đã có thể phán là có vong đi theo tụi cháu rồi. Ông chú nghe xong tặc lưỡi thở dài, liếc ánh mắt nhìn qua phía hai tụi tôi một lượt. Ôi, vong cái gì? Thằng đó ai tới nhà nó chả phán là vong theo, rồi là cắt duyên âm, rồi thì đi cung đổi mạng.
Một ngày nó lừa cỡ vài thằng như mày làm lễ thì có mà ấm cả tháng. Còn cái bọn đứng ngồi lâu nhau ở ngoài sân toàn là một lũ chìm mồi thôi. Khiếp, ăn không như vậy Thảo nào giàu thế? Thằng Tâm thốt lên. Còn tôi thì đã thập phần lo lắng, đứng ngồi cũng chẳng thể yên. Tưởng chắc ăn gặp được thầy pháp giỏi giúp trừ tà ma, nào ngờ vớ phải ngay cái lũ lừa đảo. Chết, vậy tụi cháu phải làm sao bây giờ? Tôi thốt lên, trong giọng nói xen lẫn sự sợ hãi. Ông chú đáp: Ngày mai mày xin nghỉ một hôm đi, rồi tao dẫn đi tới nhà bà cụ. Còn bây giờ thì cầm lấy cái này, nó có thể giúp hai đứa tạm thời tránh được cái thứ không sạch sẽ. Nói rồi, ông chú đó đưa cho tôi một cái nanh màu hơi ngã vàng. Sau này tôi mới biết đó là chiến lợi phẩm sau cuộc đi săn ông 30 của ông cụ thân sinh chú năm xưa. Sớm hôm sau, tôi gọi điện nhờ chị đồng nghiệp làm cho tờ giấy cáo bệnh, xin công ty cho nghỉ một ngày. Thằng Tâm cũng chẳng đi làm mà theo tôi với chú Vinh về quê của chú ấy. Cả ba chú cháu bắt xe đò đi hết nửa ngày, sau đó phải bắt xe ôm chạy vòng vèo qua những đoạn đường trải đầy đất đỏ cát bụi mịt mù. Cuối cùng cũng đến trước cửa một căn nhà cấp 4 nằm sâu trong một con ngõ nhỏ. Đến rồi, chú Vinh nói, đoạn móc tiền đưa cho người lái xe ôm, xong tiến đến chỗ cánh cửa gọi lớn: Bà Mỹ ơi! Bên trong không có tiếng ai trả lời. Lúc này có một bà lão cắp một thúng rau đi ngang qua. Mấy đứa kiếm bà Mỹ có phải không? Dạ vâng, tụi cháu tìm bà ấy có chút chuyện liên quan đến vấn đề tâm linh. Chú Vinh khẽ gật đầu đáp. Bà cụ chỉ tay về phía ngọn đồi cách đó không xa. À, bà ấy đi hái thuốc từ hôm qua, chắc cũng sắp về rồi, hoặc cũng có thể ngày mai ngày kia cũng không chừng. Dứt lời, bà cụ ấy cắp thúng rau rời đi. Tôi dựa lưng vào cánh cổng nhà bà Mễ, cảm thấy vừa mệt mỏi vừa hồi hộp lo lắng. Liệu bà lão tên Mễ kia có về kịp không, hay tôi lại phải trải qua một đêm đầy ám ảnh tiếp theo khi ánh mặt trời mỗi lúc một chuyển dần về phía tây. Cũng may ba chú cháu tôi đợi thêm độ hơn nửa giờ đồng hồ thì bà Mễ đeo theo một cái gùi chứa đầy những lá thuốc trở về. Nhìn cách ăn mặc của bà lão, tôi có thể đoán chừng ấy là một người dân tộc vùng cao, bởi trên người bà cụ đang khoác một bộ thổ cẩm được dệt bằng thứ vải bông. Bà cụ đến trước mặt ba người chúng tôi, nhèo đôi mắt hỏi: Nè, mấy đứa chúng mày tìm ai đây? Dạ, con là Vinh nè, bà Mễ có nhớ con không? Bà Mễ nhìn chú Vinh một lượt rồi cất giọng đặc trưng của những người già: À, thằng Vinh đây hả? Cũng lớn phát rồi đây ha. Ồ, mới ngày nào còn chạy quanh sân nhà, thế hôm nay tìm ta có chuyện gì? Dạ, con có thằng cháu, nó gặp phải một chút vấn đề liên quan tới sự tâm linh, muốn nhờ bà giúp. Bà Mễ gật đầu. À, vậy sao? Mấy đứa vào nhà ngồi chơi, đợi ta tắm qua cái đá rồi ta giúp cho. Nói rồi, bà cụ đeo cái gùi chứa thuốc, mở cổng đi vào bên trong nhà. Chú cháu tôi cũng theo chân bà đi vào phòng khách. Đó là một căn phòng dán đầy những tờ giấy đủ màu sắc, vẽ các ký tự lạ, và một cái bàn thờ nhỏ để ở góc nhà. Nhìn qua, có vẻ âm u hơn chỗ hôm qua hai thằng chúng tôi đến xem bói rất nhiều. Ngoài ra ở đây chủ nhân của nó còn treo thêm mấy cái sừng và mấy cái nanh của một loài vật nào đó. Thấy tôi cứ nhìn về phía mấy thứ đó với ánh mắt lạ lẫm thì chú Vinh giải thích: Bà ấy là người dân tộc Mèo, trên đó người ta thường hay gọi bà ấy là thầy Mo đấy. Thầy Mo? Tôi nói. Ông chú tên Vinh đáp. Giống thầy cúng hay là pháp sư ở miền xuôi thôi, mà tao thấy phép mò cũng ghê lắm đó. Tao nghe nói khi ấy bọn Tây á, nó đến đồ hộ nước mình, có một nhóm quan mũi lõ về nơi bà ấy sống mà giết hại người dân,
Sau đó thì... Rồi sao chú? Thì sau hôm ấy độ vài ngày, cả đám chúng nó đều bị đau bụng dữ dội. Đến đêm thì thi nhau nôn ra là toàn là dòi bỏ lúc nhúc trên mặt đất. Đến khi mấy tài đốc tờ gì đó đến thăm khám, thì cả quan lớn quân đều nấu bụng chết tốt. Sau này bà cụ ấy đi theo cách mạng, rồi bán duyên với mảnh đất này, đến nay cũng vài chục năm rồi. Chú Vinh nói, tôi bất chợt nhìn về mấy cái khúc xương bà cụ ấy treo ở một góc. Bất giác rùng mình, tôi thầm nghĩ. Ồ, không lẽ đấy là xương của đám quan Tây kia? Đó là xương của con cọp ta đi sẵn lúc còn đi chiến đấu trong quân đội. Bà Mễ từ bên trong nhà đi ra nói, làm cho tôi cảm giác bà ấy có thể đọc được suy nghĩ của tôi. Bà ngồi xuống trước mặt chúng tôi, sau đó rót một thứ nước sẫm màu từ cái tích bằng sứ ra ba chén nhỏ. Mấy đứa uống đi. Bà Mễ nói, tôi với thằng Tâm nhìn nhau, trong lòng có chút ngập ngừng. Không có độc đâu, đây là thuốc để giải trừ âm khí. Chắc hẳn ở thứ thằng nhóc này đem đến đây không thuộc về thế giới người sống. Bà Mễ nói, ánh mắt mờ đục nhìn chăm chăm về phía tôi. Thằng Tâm nghe thấy mấy từ giải trừ âm khí liền cầm chén nước lên nhấp một ngụm, rồi ngay sau đó nhăn mặt thốt lên. Ồ, đắng thế. Ừ, thuốc đắng mà. Bà nói rồi ra hiệu cho chúng tôi uống hết nước trong chén. Nhìn xuống thấy phần của tôi có vẻ nhiều hơn hai người kia, thì trong bụng cũng thấy hơi ngán, song vẫn phải nhắm mắt nuốt cạn. Cảm giác đắng đến khó tả. Sau đó là một cảm giác nóng bừng chạy khắp toàn thân, như có một ngọn lửa tỏa ra từ bên trong cơ thể. Bà Mễ tựa lưng vào thành ghế, đợi tôi uống hết chén nước rồi lên tiếng. Đưa thứ đó ta xem nào. Tôi lấy điện thoại di động đặt xuống bàn. Bà Mễ đưa tay cầm nó, rồi khẽ rùng mình lên một cái, xong thở hắt ra một hơi. Thứ này đã bị nhiễm một luồng quan niệm rất lớn. Ai sử dụng nó không sớm thì muộn cũng bị nó ám ảnh, thôi miên, đưa vào ảo cảnh, dẫn đến việc tự mình kết thúc cuộc sống trong nỗi sợ hãi tuyệt vọng. Nghe qua mấy lời của bà mà tôi không khỏi vã mồ hôi. Nếu hôm qua không có thằng bạn chung phòng và chú Vinh, chắc giờ này thân xác tôi đang trôi theo con nước đến tận đâu đâu. Vậy có cách nào giúp cháu không bà? Tôi lo lắng rướng người về phía trước hỏi. Bà Mễ đặt cái điện thoại xuống bàn, quét ánh mắt nhìn qua ba người một lượt. Giờ phải tìm ra nguyên nhân tại sao vật này lại có oán niệm dày đặc như vậy. Nhưng bằng cách nào vậy bà? Đặt tay lên đây. Tôi không hiểu bà ấy nói vậy có ý gì, song vẫn đưa bàn tay đặt lên chiếc điện thoại. Bà Mễ ngay lập tức đặt một tay lên trán tôi, miệng đọc lên một loạt ngôn ngữ khó hiểu, nghe cứ ong ong như có cả một bầy ong vò vẽ bay bên tai. Trong thoáng chốc, tôi thấy không gian xung quanh trở nên vặn vẹo. Sau đó cả cơ thể bị kéo vào một cái hố đen sâu hun hút. Cho đến khi tôi thấy mình bị ném xuống một không gian mờ ảo, không thể xác định được phương hướng. Quả tim trong lồng ngực của tôi bắt đầu co bóp một cách dồn dập. Tất cả mọi giác quan đều trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Trong lúc tôi đang nhìn trái rồi ngó phải xác định phương hướng, thì bên tai lại vang lên giọng nói thì thầm của bà Mễ. Bình tĩnh đi về phía trước, theo linh tính mách bảo đi. Tôi nghe xong cũng chẳng hiểu linh tính mách bảo là cái giống gì. Thôi cũng đành nhắm mắt bước đại. Cho đến khi nghe giọng nói của hai người đàn ông, tôi cũng không thể nhìn rõ được nhân ảnh của họ. Lại gần lắng nghe xem hai người họ nói gì. Tiếng bà Mễ một lần nữa vang lên bên tai. Tôi từ từ cẩn trọng tiến đến gần để nghe ngóng. Lúc này
một trong hai bóng người đó. Họ nói: mấy trăm triệu của tao, mày tính bao giờ trả? Người kia đáp lời: chuyện này anh có thể thư thả cho em vài hôm được không? Vài hôm hả? Cả tháng trời rồi đấy. Người kia nói giọng bực tức, xong cũng quay lưng bước đi. Bất chợt người nọ lao tới, và ngay sau đó là những tiếng phập phập, nghe lạnh sống lưng. Giây phút đó, tôi có thể cảm thấy cả không gian nhuốm đầy một màu đỏ rực, máu bắn tung tóe khắp nơi, kèm theo những câu chửi có phần tục tiểu của tên sát nhân. Tiếp theo tôi lại thấy không gian xung quanh biến đổi, đưa tôi đến một căn phòng nhỏ. Nơi ấy, nhân ảnh của kẻ kia đang dùng một con dao lớn phân chia thi thể của nạn nhân ra thành từng mảnh nhỏ, rồi bỏ vào những cái túi. Đứng ở một góc, tôi có thể cảm nhận được mùi tanh tưởi xộc thẳng đến não bộ, gây ra một cảm giác vô cùng khó chịu. Cảnh vật thoáng cái lại thay đổi, đưa tôi đến chỗ cây cầu hôm qua tôi đã bị dụ leo lên. Cũng ngay tại chỗ đó, kẻ kia lái một chiếc xe kéo đến, sau đó ném những cái bịch nhỏ chứa thi thể bị chia nhỏ xuống dưới lòng sông để cho con nước cuốn đi. Một lần nữa, cảnh tượng lại biến đổi, đưa tôi đến chỗ căn nhà hoang, nơi có kẻ sát nhân kia bây giờ đang liên tục lạy cái điện thoại như tế sao. Mồm hắn nhễu nhão thứ chất lỏng màu đỏ sẫm nhớp nháp, trong cổ họng như muốn gào lên cái gì: ma quỷ, đừng giết tôi. Sau đó một đường lao thẳng ra phía lộ, nơi những chiếc xe trọng tải lớn đang lưu thông. Kết quả, xác hắn bị nát nhừ dưới bánh của một chiếc container. Sau đó tôi lại thấy từ cái đống bầy nhầy xương thịt kia xuất hiện một làn khói màu đen. Sau đó làn khói bị chiếc điện thoại kéo về phía căn nhà hoang truốt trọn. Lúc này, mồ hôi trên trán tôi đã vã ra hơn tấm. May là trong giây phút tôi run rẩy, không khác gì máy massage đó, bà Mễ đã kịp thời kéo tôi về thực tại. Tôi mệt mỏi tựa lưng vào thành ghế, còn bà cụ thở dài một hơi. Ê, ta hiểu rõ nguyên nhân rồi. Là phần quan điểm của người đó đã nhập vào cái điện thoại này mà tắt quái. Vậy còn tên sát nhân kia thì sao thưa bà? Hắn ta đã bị cái điện thoại này, hay nói chính xác hơn là quan điểm của kẻ bị hắn giết, đã cắn đuốt hắn đến một mảnh tàn hồn cũng chẳng còn. Bà Mễ lạnh giọng nói, toàn thân tôi như chết sững. Chỉ vì muốn có cái điện thoại tàu mang đi lấy lè với gái mà mình gặp phải những thứ quái quỷ gì nữa không biết. Bên kia bà Mễ vẫn tiếp tục nói, xui cho cậu là mục tiêu tiếp theo của nó. Trời ơi, thế thì chết con rồi bà ơi. Con còn vô lấy vợ sinh con, chưa có hưởng thụ cuộc sống. Mặt tôi méo xệch, bà cụ xua tay. Ôi trời, cái thằng dở hơi. Ôi, từ từ tao tính rồi, đừng có làm rối hết cả lên. Trời đất, cái sự quái dị liên quan đến việc sống còn của một con người mà không rối lên sao được. Tôi thật thiếu điều muốn khóc ròng lên rằng: cụ ơi cứu cháu. Bà cụ sắc mặt không biến đổi, bà nhìn tôi rồi lại ngó qua chiếc điện thoại một hồi, bà lên tiếng. Thật ra việc này ta chỉ có thể phong ấn con quỷ trong cái điện thoại này, chứ không thể nào tiêu diệt nó được. Tôi trung giọng hỏi. Bà Mễ chưa để tôi nói hết câu liền ngắt lời. Yên tâm đi, trong thời gian cái điện thoại này bị ta phong ấn, mấy đứa sẽ an toàn. Có thể là 10, 20 hoặc 30 năm. Nhưng một khi phong ấn bị phá vỡ thì con quỷ bên trong sẽ tiếp tục tìm nạn nhân của nó. Nói đến đây, bà cụ thở dài nhấn mạnh từng chữ. Hoặc là ba đứa, hoặc là tất cả những ai vô tình sở hữu cái điện thoại này. Thực tình lúc đó
Tôi nghe mấy lời nói đó, trong lòng mất sạch cảm xúc rồi. Chẳng biết nói sao nữa khi phải giao phó cái sự an nguy của mình vào thứ gọi là phong ấn gì đó. Bà Mễ chống tay đứng dậy, bà nói: "Thôi, dù gì cũng đã muộn rồi. Mấy đứa ở lại đây ăn cơm, rồi mai hắn về." Thằng Tâm chỉ tay về cái điện thoại. "Thế còn cái điện thoại này bà?" Bà Mễ khẽ gật đầu, đi vào bên trong nhà, lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ có những đường hoa văn kỳ lạ. Nhẹ nhàng bỏ cái điện thoại vào đó rồi đóng nắp. Tôi với thằng Tâm đưa ánh mắt khó hiểu nhìn nhau. Chẳng lẽ phong ấn một vật bị quỷ ám là dễ dàng vậy sao? "Tạm thời cứ bỏ nó vào đây đi. Đêm nay ta sẽ dùng cấm thuật để phong ấn nó. Còn bây giờ thì mấy đứa nấu cơm ăn đã. Cứ tự nhiên như ở nhà." Bà Mễ nói, sau đó mời chúng tôi bằng một bữa cơm đơn giản. Về phần tôi, do trong lòng vẫn còn lo lắng cái sự quỷ dị kia, nên cũng chỉ ăn tạm vài đũa cho lấy lệ, rồi đi ra ngoài sân, ngồi nhìn qua cái bàn cúng mà bà cụ đã kê ở đó lúc chập tối. Tôi nghĩ đêm hôm đó sẽ được coi bà cụ dùng cấm thuật chiến đấu với kẻ quỷ dị kia. Nhưng không, hôm đó tôi có một giấc ngủ rất ngon. Có thể là vì mình mới trải qua một ngày đêm không nghỉ ngơi, hoặc cũng có thể do đêm đó kẻ muốn lấy mạng tôi không còn tìm đến. Cho đến khi tôi mở mắt thì đã thấy bà cụ cầm cái hộp gỗ đó vào trong nhà đưa cho chú Vinh, nói đào một cái hố chôn nó xuống ngay trên mảnh đất nhà bà ấy. Lúc này tôi nhìn thấy trên cái hộp đó có khắc thêm mấy hình thù khó tả, chắc là một ký hiệu của thuật phong ấn. Sau khi chôn xong cái hộp, chúng tôi ở lại nhà bà thêm một ngày nữa rồi mới lên đường. Trước lúc đi, chú Vinh có ngỏ ý gửi tiền công, nhưng bà cụ chỉ lắc đầu mắng: "Tao làm giúp cho, chứ tụi mày tính đến mấy cái vụ tiền nông làm chi. Lâu lâu có dịp về ghé qua thăm cái thân già này là được rồi." Thực tình lúc đó tôi cảm kích vô cùng, chỉ muốn nhảy cẩn lên. Vậy là đêm nay tôi có thể ngủ ngon rồi. À mà quên, chẳng phải từ đêm qua tôi đã ngủ rất ngon rồi sao? Hôm đó ba người chúng tôi sau khi về thành phố liền báo cái sự việc tôi nhìn thấy trong cảnh lúc ở bà Mễ cho phía cảnh sát nghe. Tuy nhiên sau khi nghe xong, mấy chú cảnh sát chỉ nhìn nhau ánh mắt kiểu: "Mấy thằng này đi cảnh hay là ngáo đá mà lại đi báo án dựa vào mấy cái thứ kỳ lạ vậy chứ, thật là cạn lời." Tôi nghĩ cũng đúng thôi, bởi phía cảnh sát phá án dựa vào chứng cứ, đằng này chúng tôi còn chả có gì để làm bằng chứng rằng đã từng có một vụ giết người phân xác, thì làm sao có thể báo án được. Vì lý do đó mà người bị sát hại tới độ không toàn thây đến bây giờ vẫn là một ẩn số. Về phần bà Mễ, sau cái ngày gặp chúng tôi thì vài năm sau cũng đi theo cơn gió mà về với giàn trời. Trước khi bà mất, tôi có nghe bà ấy kể lại rằng vào cái đêm bà sử dụng cấm thuật, bà cũng đã cố gắng đàm phán với thứ ám bên trong cái điện thoại, nhưng việc đó không thành công. Cuối cùng bà cụ đành phải dùng cấm thuật giam giữ nó lại, và để thi triển thuật đó phải đánh đổi bằng mấy năm tuổi thọ. Tính ra mới đó mà đã mười mấy năm trôi qua rồi. Giờ này thằng Tâm cũng đã sang Mỹ định cư với gia đình, còn chú Vinh thì về quê mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Về căn nhà của bà Mễ, mới cách đây mấy hôm, khi tôi quyết định viết lại câu chuyện này, chú Vinh có gọi báo cho tôi rằng mảnh đất từng là nhà của bà ấy đang trong diện giải tỏa để xây lên một tòa chung cư. Mong sao người ta không tìm ra cái hộp gỗ trong lúc thi công. Quý khán thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập truyện ngắn
Điện thoại của người quá cố, tác giả Quách Tử. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý khán thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái, chào tạm biệt.